Nhận định bóng đá Man City với Birmingham 20:30 ngày 10 tháng 1, vòng 3 Cúp FA, Manchester City sẽ hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường khi tiếp đón một Birmingham đang chìm trong khủng hoảng ở vòng 3 FA Cúp. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau khi đánh bại đội bóng hàng xóm Man United ở trận bán kết Carabao Cup hồi giữa tuần, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ bắt đầu hành trình giành chức vô địch FA Cup của họ với cuộc tiếp đón đối thủ Birmingham City trên sân nhà. Tin vui đến với Man Xanh khi không có thêm bất cứ một chấn thương mới đáng kể nào. Huấn luyện viên Guardiola nhiều khả năng còn có được sự trở lại của các trụ cột như Sergio Aguero, Kai Walker hay Gabriel Jesus sau khi bình phục chấn thương và Covid. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể cho các cầu thủ quan trọng đã ra sân ở trận đấu với MU nghỉ ngơi mà vẫn lựa chọn được một đội hình đủ sức đè bẹp đối thủ đang chơi ở giải hạng nhất Birmingham. Đội bóng của Ái Tở Caranca thực sự đang trải qua một giai đoạn tồi tệ. Họ đã nhận đến 5 trận thua trong 6 vòng đấu gần nhất ở giải hạng nhất, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và cách nhóm cầm đèn đỏ chỉ 4 điểm. Với sức mạnh quá chênh lệch của hai bên, huấn luyện viên Caranca sẽ phải rất đắn đo trong việc lựa chọn những con người tốt nhất để đá FA Cup hay chỉ sử dụng đội hình dự bị để còn tập trung cho đấu trường Championship. Một thất bại được dự đoán từ đầu trước một Man City hùng mạnh có lẽ cũng không khiến các cổ động viên Birmingham cảm thấy quá tồi tệ nếu như phải so với việc xuống chơi ở giải hạng 2. Dự đoán, Man City 2-0 Birmingham.